Chào mọi người và các bạn ha. Bữa nay mình sẽ kể lại câu chuyện của thằng bạn Điền ha. Các bạn hãy đăng ký kênh để tiện theo dõi những câu chuyện đã từng xảy ra trên cõi đời này. Mình cũng sẽ sơ sơ nhanh về thằng bạn Điền để những bạn mà lần đầu tiên ghé kênh đó nắm bắt câu chuyện nó dễ hơn. Bạn Điền là mình kể về bạn Điền cũng nhiều hơn các bạn. Nói với tới thằng Điền đó là bà con cô bác trên đời thực đó đều xác nhận rằng là cái thằng đó là nó nhẹ bóng vía, thấy ma thiệt sự luôn các bạn. Bởi vì những chỗ mà thằng Điền nó nhìn thấy đó là nhiều người khác đó, người ta cũng nhìn thấy ha. Chính vì vậy đó là thằng Điền đó nó thấy chuyện ma gì đó là bà con cô bác người ta cũng đều xác nhận là đúng ha. Thằng Điền á, nó là một người nông dân nghèo, nó ba mấy tuổi rồi nhưng mà cũng hiền lành dễ thương lắm. Nhưng mà nó có một cái biệt danh đó, người ta gọi nó là Điền khùng. Không phải nó khùng mà tại vì nó lì lợm, nó không sợ ma đó các bạn, cái người ta nói nó khùng chứ không phải nó khùng. Trời ơi, nó biết đi màn ăn kiếm tiền mà khùng gì. Lần này nè ha, nó diễn ra là như thế này. Bữa hổm á, thằng Điền á, nó nói á, thôi mấy cái bộ đồ mà để dành đi mặc mặc đi đồng đi làm này kia đồ đó nó cũ nó rách trơn rồi. Cái thằng Điền nó nói thôi để lội đi qua bên chợ đó mua vài bộ đồ cũ đó để mà mặc đi mằng. Lúc đó đâu cũng tầm tương đương 5 giờ chiều, cái thằng Điền á, lội đi. Điện vô trong cái tiệm đồ cũ đó nó lựa đồ, cái tiệm đồ đó cũng rộng cũng bự dữ lắm các bạn, mà người ta bán đồ cũ, ta kêu đồ sida. Cái Điện nó đứng đây nó lựa nè, tự nhiên cái Điện nó cảm thấy sao lạnh quá trời lạnh nè. Điện nó giật mình, Điện nói bộ cái ông nội này bắt cái ma lạnh mạnh lắm sao mà giờ quá trời lạnh gì nè. Điện quay qua quay lại nó nhìn nó thì nó không có thấy cái gì để gọi là cái hơi lạnh, mà tại sao trong mình Điện cứ lạnh lạnh hoài. Điện nhìn ra đằng trước thì cái cửa cũng mở tràn quạt. Cái thằng Điện nó nói cái tiệm bán đồ cũ chứ đâu có gì đâu quá sang trọng mà phải chơi cả máy lạnh này trời, sao mà tự nhiên mình lạnh quá trời lạnh rồi, nó cứ ớn ớn sinh sống hoài. Cái thằng Điện nó quay qua quay lại một hồi đó là nó nhìn qua bên cái phía cái góc mà góc khuất đó các bạn, ông treo đồ nhiều đó, ông thấy là thằng Điền á, nó thấy một đứa con gái. Thằng Điền nhìn thấy rõ ràng ở trong tiệm đồ mà, nó thằng đứng đó kìa. Cái thằng Điền nó chỉ thấy vậy thôi, nhưng mà Điền thấy nãy giờ rồi, Điền thấy nhỏ đó lạ quá lạ đi. Nó đứng vịn cái áo và vuốt vậy hoài nè, mà không biết thằng Điền nó không biết nhỏ này nó lựa thì nó lấy, nó lựa làm sao đó, thì nó cứ đứng nó vịn nó vuốt vuốt cái áo vậy hoài à. Mà nó quay cái mặt vô trong cái áo á, nó quay cái lưng về phía thằng Điền. Thằng Điền thấy một con người rõ ràng luôn, đứa gái. Cái thằng Điền ấy, nó lựa đồ rồi trơn rồi, Điền quay qua cũng thấy nhỏ đó đứng đó nữa. Trời ơi, nó không có lựa, không có làm, không câu gì chứ, cứ đứng nó vịn cái áo vuốt vuốt về hoài vậy đó hà. Cái thằng Điền thấy lạ quá lạ đi, thằng Điền ấy, nó mới bước đi ra ngoài tính tiền nè. Nó kêu ông chủ ra lại tính tiền. Cái thằng Điền nó nói với ổng đó, ông bước vô trong đó ông coi thử coi, ông lấy cái áo gì giùm cho con nhỏ đó coi, tôi thấy nó đứng lựa cả buổi trời rồi thì cũng xong không xong cái áo kìa, ông vô bước vô ông lấy giùm nó coi. Cái ông chủ ông nghe thằng Điền nói vậy cái ông giật mình, ông nói trời ơi, hồi sớm tới bây giờ tao ở đây chỉ có mình anh mày đi vô lựa đồ thôi, đâu có ai đâu. À, thằng Điền mới nói trời ơi, không lẽ tôi nói dốc ông nội tôi giỡn ông hay gì. Nó còn nó đứng ở trong kìa, ông bước vô ông mà lấy cái áo giùm cho nó coi cái gì đâu mà nó đứng cái vuốt vuốt cái áo hoài hà. Cái ông chủ tiệm đồ cũ đó các bạn, ông cũng không biết cái gì nữa, thôi ông cũng tạm tin thằng Điền đó. Bước vô, ông bước đi vô chăng chỗ cái góc khuất đó là ông không có thấy gì chứ. Nè, cái ông bước ra ông mới nói với thằng Điền á, trời ơi trời đâu có gì đâu Điền, à, mày giết mày nhậu nhiều quá mày có bị qua mắt không Điền. À, cái thằng Điền nó tức trong bụng quá các bạn, cái Điền nó bước vô, thằng Điền nó bước vô chỗ góc khuất cấp nãy đó, nó thấy nhìn thấy đó, bây giờ là Điền không thấy gì nữa trơn. Cái thằng Điền nó mới bước lại chỗ cái áo nó vịn cái áo thử, là thằng Điền nó nói cho mình nghe đó các bạn, nó nói là cái áo lạnh dờn lạnh ngắt.
Thằng Điền gờ vô thử là lạnh dần à. Cái thằng Điền nó mới nói với cái ông chủ tiệm đồ cũ đó. Vậy 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 là nãy giờ chắc 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 chắc, chắc tôi bị qua mắt ha, chắc tôi bị qua mắt. Mà thằng Điền nó kể là đó các bạn, mà thằng Điền nó tức, nó tức ơi là tức. Thằng Điền nó không biết làm sao để tôi giải thích cho ông hiểu là tôi đã nhìn thấy thiệt như vậy. Còn cái ông chủ tiệm đồ cũ đó các bạn thì ông cho rằng đó thằng Điền á, trời ơi trời, Điền á Điền, mày nhậu riết rồi, thằng kinh mày không có được ổn rồi. Cái gì đâu mà mày bước vô trong tiệm đồ á, mày cũng thấy ma nữa ông nội. Mày đi ra ngoài đồng mày thấy á, thì tao không nói gì, mà mày bước vô đây mày cũng thấy ma nữa. Nè mày nhậu riết, mày bớt nhậu lại giùm tao cái Điền. Thằng Điền nó nói với các bạn, nó nói tức ơi là tức trong bụng mà không biết phải làm sao. Thằng Điền nó nói tôi thấy rõ ràng, tôi lỡ tôi gờ cái áo còn lạnh ngắt. Cây Điền nói tức quá trời tức rồi, thôi thôi đi, cái chuyện thấy ma mà làm sao mà nói được, cái chuyện là cái chuyện ma mị mà, thí dụ như mình thấy người ta không thấy đó. Cho nên thằng Điền nói tức thì tức thôi, để bụng tôi đi về. Hôm đó đó các bạn, thằng Điền á nó lựa đâu mấy bộ đồ xong rồi cuối cùng cũng về. Mà cái ông bán đồ cũ đó, ông cho rằng thằng Điền nhậu nhiều quá, nhiều đi bị căng thần kinh. Cái hôm đó đó thằng Điền á nó nói thôi bây giờ cũng rảnh rỗi nè, nó mới xách mấy cái cây cần câu đó, nó đi lên trên chỗ cái mương lạng á để mà cầm kiếm cá ăn chơi ha. Mà chỗ cái mương lạng đó là cái chỗ đó là nó nổi tiếng hồi xưa tới bây giờ. Cái chỗ đó đó những người mà người ta biết đó, cái thời kỳ mà còn khó khăn đó các bạn, hai bên quánh với nhau đó à, đập nhau chỗ đó cũng mấy chặng rồi, cũng mất mát nhiều dữ lắm. Cho nên cái chỗ đó nổi tiếng luôn là cái mương lạng. Nè, cái mương nó chạy dài lạng 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 vậy đó các bạn, quan phế vậy đó, mà chỗ đó là không ai dám lại luôn. Nó ma quỷ dữ lắm luôn, nó hiện hình lên rõ ràng luôn. Là cái mương lạng đó nổi tiếng luôn. Nè. Cây hôm đó đó Điền nó xách mấy cây cần câu thả lai gai chơi hồi vậy đó, lên tới trên đó đâu cũng tầm hơn 4 giờ chiều rồi, cũng bắt đầu trời cũng mát mẻ rồi. Cây thằng Điền đó mới đứng sững sững sững, nó nhìn qua nhìn lại như vậy nè. Đột nhiên đó Điền nó thấy mấy người, trời ơi cái Điền nó giật mình giật mấy chân. Thằng Điền nói sao mà lạ quá nè, mấy cái người đó lặn hụp ở dưới cái mương lạng này làm cái gì? Trời ơi trời, bắt cá thì bắt cá, bắt cua thì bắt cua, mà không hiểu làm sao nó cứ lặn xuống, nó hụp lên hụp xuống, nó làm gì hoài. Cái thằng Điền thấy mấy người rõ ràng, thằng Điền đứng đây nè các bạn, Điền nhìn lại đó thấy rõ ràng luôn. Cái thằng Điền nó tức trong bụng quá đi. Điền nó nói đó, mình là người nông dân mà mình thấy mấy ông này mằng, thí dụ như bắt cá hoặc mò cái gì đó thì ông lặn xuống, ông mò ông nổi lên, cái này cứ mà hợp 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 hoài. Điện tức trong bụng quá tức đi, cái thằng Điện mới bước lại. Thằng Điện nó bước lại để coi coi mấy cái người lặn hợp này làm cái gì, để nó hỏi coi làm cái gì. Khi mà thằng Điện nó bước gần tới đó là nó thấy mấy cái người đó lặn xuống, cái chuột 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 vô trong ba cái đám lục bình, ba cái về rau muống đó các bạn, chuột 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 vô trong đó. Cái thằng Điện đứng đây, thằng Điền nó đứng đây đó để mà nó chờ mấy cái người này nổi lên coi, nó hỏi coi ở đây mằng cái gì. Thằng Điền nó đứng hoài cả buổi trời đó không thấy ai nổi lên chứ à. Cho nên thằng Điền đó nó kể mình nghe các bạn, nói lần đó là tôi thấy rõ ràng không không thấy rõ ràng luôn, trời ơi trời, tôi lạnh sống lưng chứ. Mà người ta nói đó các bạn, thằng Điền nó thấy vậy là phải rồi, người ta cũng thấy nữa. Những cái người mà người ta đi ở dưới cái mương á các bạn, đi những con sông nhỏ ở trong đồng quê đó, ta đi ngang đó ta cũng thấy mấy ổng hiện hình đó, hiện hình lên chỗ đó nè. Cái chỗ đó là khi mà cái thời kỳ còn khó khăn đó các bạn, hai bên đập nhau chỗ đó mới cũng mấy hiệp ha, cho nên ta nói ma dữ lắm luôn. Cây thằng Điền đó nó mới nói thôi thôi bây giờ cũng trễ rồi, trời trời cũng mát mẻ rồi, chạng vạng rồi. Cái thằng Điền đó nó nói thôi bây giờ để bước xuống mà cầm mấy cây cần câu. Cây sau khi mà Điền nó cầm xong chân đó các bạn, cái Điền đi về. Cây bước qua đâu 1 2 ngày sau gì đó, Điền bỏ đại gì đó, nói chừng nào rảnh nó lên thăm kiếm cá ăn chơi. Mà
cây bữa đó đó thằng Điền nó mới lên thăm, cũng đi vào lúc buổi chiều. À lúc đó đâu cũng sắp xỉ 5 giờ chiều, trời cũng mát mẻ rồi. Cây khi mà thằng Điền nó vừa đi lên trên tới chỗ cái mương lạng đó các bạn, là thằng Điền á nó thấy cái cây cần câu phía bên đó đó, cái gì mà con có con cá hay gì đó nó gịch 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 câu cần câu xuống. Nó gịch cây cần câu xuống vậy nè, cong cây cần câu, cong cây cần câu vậy đó. Cái thằng Điền nó mới nói trời ơi vậy là vô rồi, vậy là dính cá bự dữ lắm rồi ha. Cây thằng Điền á nó mới đi, thằng Điền á nó mới nói đó thôi để bước qua bên đó để gỡ cây cần câu đó lên, để đây hồi nó gịch gịch đây xúc cây cần câu à. Cây khi thằng Điền đó nó bước đi qua bển đó là đột nhiên cái thằng Điền nó nghe ai kêu nó lá nước, lá nước, trời ơi, thằng Điền nó giật mình chứ. Điện nó quay qua quay lại nó nhìn á là nó quay qua bên chỗ mà cái vườn tre đó các bạn, chỗ cái bụi tre đó. Thằng Điện nó thấy một người đứng bển, mà thằng Điện nó nghe ổng hỏi rõ ràng làm nước, làm nước, có nghĩa là thằng Điện nó hiểu đó các bạn là làm được không. Cái Điện nó giật mình chứ. Thằng Điện quay qua là thấy một người, cái này là người đàn ông, trời ơi dốc dáng là một người nông dân, mà cái ông nội tôi đó trời mát rồi á, mà ổng bịt cái mặt kín mít chân hà, ổng đội cái nón nghe sùm sụp, mà quần áo thì rách rưới tả tơi nè. Cây thằng Điền mới nói trời ơi trời, thằng ông nội này trời mát rồi mà còn bịt cái mặt nữa, ông sợ đen hay gì à trời. Cây thằng Điền mới nói được làm gì đó, giờ này làm gì mà còn bịt mặt nữa đó. À cây thằng Điền nghe ổng trả lời rõ ràng, cái người đàn ông mà đứng ở bên chỗ bụi tre các bạn nói thằng Điền nghe rõ ràng luôn, trồng dưa leo, trồng dưa leo, trời ơi có nghĩa là trồng dưa leo. Cái thằng Điền nó giật mình, thằng Điền nói vòng vòng ở đây thì đâu có thấy ai, cái đâu đâu có thấy cái đám dưa leo nào đâu trời, mà ổng nói là ổng trồng dưa leo. À cây thằng Điền mới hỏi ổng, ông trồng ở chỗ nào mà sao mà tôi không thấy, ở bên đó, ở bên đó. Cái người đứng bên bụi tre đó các bạn nói với thằng Điền á, là ở bên kia kìa. À, mà ông nói cà khờ vậy đó, ở bên đó, ở bên đó, trời ơi thằng Điền nó hiểu được là chồng ở bên đó đó. Nè thằng Điền nó quay qua quay lại thì cũng không có thấy cái đám dưa leo nào. Nè thôi cái thằng Điền nó mới nói trời ơi đứng nói chuyện với ổng nãy giờ thôi cũng trễ rồi, trời chạng vạng sắp sửa tối rồi. Cái thằng Điền nó mới nói thôi để bước qua gỡ cái cây cần câu đang mà con cá đang gịch 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 ở bên kia kìa. Nè cái thằng Điền nó bước qua bển nó gỡ cây cần câu, thằng Điền nó bước xuống nó dở cái cần câu lên đó các bạn, là không có con cá ăn gì chứ. Cái Điền nó trời ơi trời, chỗ này nổi tiếng là phải rồi, nó gịch nãy giờ luôn mà bước qua tới đây là không có con cá con gì chứ. Cây thằng Điền á, thằng Điền mới đi nhổ nhổ vòng vòng hết trơn mấy cái cần câu đó các bạn. Cái Điền nó mới bước lên, thằng Điền á nó bước lên á nó mới nhìn qua bên phía bụi tre đó coi coi ổng còn có đó không. Điền quay qua nhìn qua phía bên đó là ổng đi đâu mất tiêu rồi. Cây thằng Điền mới nói đó thôi bây giờ để mình đi xéo xéo qua phía bên đó đó để mình coi thử coi ổng có trồng dưa leo bển không. Nè cây thằng Điền nó mới đi, thằng Điền nó đi xích qua bên kia một chút xíu một hồi đó các bạn, có mấy con đắc hà đi qua bên đó đó rồi, rõ ràng Điền thấy có đám dưa leo. À, mà Điền không có thấy ai hết trơn á. Cái thằng Điền mới đi vòng vòng chỗ đó nhìn kỹ thử coi có ai là không. À, thằng Điền nó nhìn một hồi đó là thằng Điền nó thấy thằng Trung. Trời ơi. Cái thằng Điền nó mới kêu Trung, bởi mày trồng dưa leo đây hả Trung. Trung quay lên nó gặp Điền nói ừ. Rồi rồi bây giờ này mày đi mặn gì ở đây à Điền. À, thằng Điền nó mới nói đó các bạn, nó nói trời ơi tao đi qua bên cái mương lạng kìa, tao cầm câu ở bển mà lúc nãy tao gặp một cái người hết sức lạ rồi, cái thằng ông nội đó đó mà cái dắt kiều mát rồi á, ổng còn bịt mặt ổng đội nón sùm sụp vậy đó, mà ổng mặc quần áo rách tả tơi, ổng nói ổng trồng dưa leo ở bên đây nè, nãy giờ mày có gặp ổng không. Cây thằng Trung nó nói á trời ơi ở đây có mình anh tao trồng dưa leo hà, đâu có ai đâu. Trời ơi như vậy chắc là mày gặp mấy ổng rồi đó Điền ơi. Cho nên lần đó đó các bạn, cái thằng Trung á nó xác nhận với thằng Điền đó là thằng Điền không phải gặp người ta, mà thằng Điền gặp mấy cái hồn ma ở chỗ đó.